Đây là Anemo, một con robot bốn chân có thể bấm và đi thang máy. Nhưng nó cũng không ngần ngại đi cầu thang để điều hướng trong các khu công nghiệp. Lợi thế lớn nhất của hệ thống bốn chân là có thể đi vững, nghĩa là di chuyển từng chân một, nên robot luôn ổn định. Vì vậy có thể tắt tất cả các động cơ mà nó vẫn không bị ngã. Trường hợp này có thể được áp dụng trong một tình huống nguy kịch, khi bạn ở một địa hình mà không biết có chướng ngại vật hay gì khác không. Robot này được tạo ra từ công ty Thụy Sĩ tên là Anibotics. Họ hy vọng sẽ đưa nó vào thị trường thương mại. Robot di chuyển bằng cách sử dụng hệ thống dẫn hướng bằng laser và vẽ đường đi và giúp tránh chướng ngại vật. Robot cũng có thể di chuyển năng động một cách ổn định. Hệ thống tự động cân bằng trên từng bước đi và di chuyển vài chân một lúc. Và bạn thậm chí còn có thể làm như tôi, đẩy hoặc kéo nó sang một bên hay đặt một cái gì đó dưới chân nó. Robot cảm nhận được và do đó lên kế hoạch bước hướng nào và làm sao để giải quyết vấn đề trở ngại. Các cảm biến phát hiện khí đốt khiến cho Anemo trở thành một trợ thủ đắc lực cho công tác ở các giếng dầu khí và trong các hầm mỏ. Hệ thống bốn chân ổn định của nó một ngày nào đó thậm chí còn có thể giúp tìm kiếm cứu hộ. Máy ảnh cảm nhiệt giúp robot có ích cho hoạt động giám sát cơ bản, nên một ngày nào đó Anemo có thể thấy bạn theo dõi nó. Hãy hy vọng rằng con robot này hoàn toàn thân thiện.